chăm ha. Thì cái phần này á, oxytocin giống như hồi nãy nói á, thì giới thiệu sơ về oxytocin ha, nó là một cái hormone nội sinh trong cơ thể. Tuy nhiên thì khoa học á, thì nó có thể làm ra cái oxytocin ngoại sinh rồi, nó là một cái hormone peptide, nó được tổng hợp ở vùng hạ đồi đó, nhưng mà nó là một dạng dự trữ phóng thích bởi các cái đầu thần kinh của thùy sao của tuyến yên. Thùy sao tuyến yên chỉ là nơi dự trữ thôi chứ không phải là nơi sản xuất. Nơi sản xuất là nhân trinh thị và cảnh não thất của hạ đồi, các bạn nhớ ha. Thì tác động lên cái oxytocin này, nó tác động lên đâu mà nó có tác dụng trong sản khoa, thì nó tác động lên thụ thể trên cơ tử cung. Cơ tử cung nó có một số cái thụ thể chuyên để tiếp nhận oxytocin. Ngoài ra thì cái thụ thể oxytocin này nó còn có tiếp nhận cái duratocin, là cái duratocin á, thì nó cũng có cái thụ thể cạnh tranh á. Thì cái thụ thể này, khi mà oxytocin gắn vô cái thụ thể này á, thì nó sẽ kích thích tạo ra cơn co tử cung, từ đó gây ra chuyển dạ và tăng cái cơn co tử cung, nó sẽ tăng lên ha. Thì những cái thụ thể của oxytocin này á, nó xuất hiện đầy đủ nhất sau tuần thứ 20, cho nên là nó nhạy cảm, cái cơ tử cung nó nhạy cảm khi mà sử dụng oxytocin đó, thì thường là nhạy cảm nhất sau khi tuần 20 tuần, thì mình sử dụng nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Trước 20 tuần đó, thì thụ thể này nó ít lắm, cho nên là sử dụng oxytocin trong tăng co trong những trường hợp trước 20 tuần đó, nó thường nó không có hiệu quả bằng sau 20 tuần ha. Cái oxytocin này á, nó sẽ tăng dần trong thai kỳ và đạt nồng độ đỉnh, cực đỉnh á, ở trong giai đoạn sổ thai và co hồi tử cung sau sổ thai á. Sau cái sổ nheo á, giai đoạn 3 đó, thì nó sẽ đạt nồng độ đỉnh. Hấp thu tốt á, thì ở đường tim bắp và đường tim mạch ha, truyền tĩnh mạch, chứ mình không có sử dụng qua đường uống, tại vì nó bị ruột nó làm cho bất hoạt, nó tiêu hóa hết rồi, cho nên nó không có tác dụng nữa. Mình chỉ sử dụng đường tim bắp và đường truyền tĩnh mạch thôi. Còn cái đường tim mạch chậm á, mình cũng không có chỉ định, mình không có sử dụng, tại vì nó có nguy cơ là gây tụt huyết áp ha. Mình phải truyền tĩnh mạch, pha loãng truyền tĩnh mạch á, pha với dịch truyền á. Oxytocin á, thì nó có, khi mà tim mạch á, thì nó bắt đầu tác dụng từ 3 đến 4 phút là nó bắt đầu có tác dụng. Khi mà đạt nồng độ ổn định á, thì nó duy trì cái nồng độ đó trong khoảng trong sau 40 phút sau truyền, thời gian bán hủy của nó là 5 phút. Thì bởi vậy khi mà các bạn truyền oxytocin vô, mà trong những trường hợp mà điều trị bán huyết sau sanh á, thì phải từ 3 đến 4 phút sau á, là tử cung thấy nó co hồi rất là nhanh ha. Rồi, chỉ định sử dụng oxytocin trong những trường hợp nào? Đầu tiên là nãy mình nói là trong khởi phát chuyển dạ, thứ hai nên là thúc đẩy chuyển dạ tăng co, thứ ba nữa là dự trù và dự phòng và điều trị băng huyết sau sanh. Tuy nhiên mình sẽ không có sử dụng oxytocin, mình phải chú ý những trường hợp oxytocin mà sử dụng dự phòng với điều trị băng huyết sau sanh á, thì khi đó là thai nó đã ra ngoài rồi thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Còn khi mà thai nó còn ở trong bụng á, thì mình phải kiểm soát được cơn co, nếu không nó có thể gây cường tính, cơn co cử tử cung cường tính gây suy thai, rồi nó sẽ gây nguy hiểm cho thai. Thì mình phải chú ý những cái trường hợp mà thai nó vẫn còn trong buồng tử cung ha. Oxytocin mà để khởi phát chuyển dạ và tăng co thì mình chỉ dùng cái đường truyền tĩnh mạch thật chậm thôi, truyền tĩnh mạch chậm, liều thấp nhất có thể. Khi mà đã cái liều á, liều khởi phát triển dạ đó là 8 giọt, một đơn vị oxytocin, 5 5 đơn vị oxytocin là một ống á, truyền pha vô với là 500 ml dịch truyền. Thì mình truyền với tốc độ là khởi phát á, ban đầu luôn á, là 8 giọt trên phút. Sau 15 phút á, thì mình chỉnh giọt, sau 15 đến 30 phút á, thì chỉnh giọt để đạt được hiệu quả cơn co là 3 cơn co trên 10 phút. Và mình duy trì ở cái liều thấp nhất mà nó có thể đạt được 3 cơn co trên 10 phút, chứ mình không xài liều cao nhất, là mình không có cho nó chảy nhanh hơn. Ví dụ 15 giọt trên phút mà nó đạt được 3 cơn co, hoặc là 20 giọt trên phút nó đạt được cơn co, thì mình sử dụng liều 15 ha. Rồi, phải khi mà sử dụng oxytocin đó, thì mình phải theo dõi chặt chẽ, dù là thai vẫn còn trong tử cung và khi mà thai đã ra ngoài trong những trường hợp băng huyết sau sanh ha.
Khi sử dụng thì mình phải theo dõi sinh hiệu, và nếu mà thai còn trong tử cung thì mình phải theo dõi tim thai và cân cơ, mắt monitor theo dõi. Rồi, đây là cái phương pháp sử dụng oxytocin để khởi phát triển dạ, tăng co. Thì mình sẽ dùng đường truyền tĩnh mạch, thì pha dịch truyền hoặc là qua bơm tim điện cũng được ha. Cái này thì trong phác đồ từ vũ hoặc là trong sách cũng có nói tới cái cách sử dụng oxytocin để mà khởi phát triển dạ nè. Thì pha một đơn vị, các bạn nhớ là ở một năm đơn vị là một ống chứ không phải là bốn ống là 20 đơn vị á, là sử dụng liều rất là cao. Nó là dùng để điều trị băng huyết sau sinh chứ nó không có phải là khởi phát triển dạ nha. 5 đơn vị một ống oxytocin pha trong 500 ml dung dịch dịch truyền, thì thường sử dụng là gluco 5%, truyền với tốc độ là thường là từ 8 tới 10 giọt, 7 đến 10 giọt trên phút, thường là 8 giọt trên phút. Rồi sau đó mình sẽ theo dõi số cơn gò trong 10 phút để mà chỉnh, để mà đủ cái thời gian để đạt được 3 cơn gò trên 10 phút ha. Rồi bơm tim tự động thì nó có tốc độ pha một ống trong 49 ml dung dịch để mà đạt được cái ống bơm tim điện 50 ml á. Tốc độ thì trên slide có nói ha. Rồi khi mà sử dụng để khởi phát triển dạ tăng co đó thì mình phải theo dõi đặc biệt là cơn gò tử cung. Những trường hợp mà mình phải coi coi cơn gò nó đạt đủ chưa hay là nó đã quá nhiều rồi, để dự phòng những trường hợp là chuyển dạ kéo dài hoặc là chuyển dạ cơn gò tự cường tính ha. Theo dõi tim thai coi có suy thai không, rồi đánh giá bi-sốt, theo dõi tiến triển của cổ tử cung và thai để mà mình tiên lượng được cuộc khởi phát triển dạ này có thành công hay thất bại ha. Khi mà bắt đầu thì mình 30 phút, 15 đến 30 phút sau mình đánh giá lại, thì nếu mà nó chưa có đạt được cái số cơn gò phù hợp đó, thì mình chỉnh liều, chỉnh giọt lên, chỉnh từ 5 đến 10 giọt trên lần ha, trên phút. Là ban đầu là mình xài là 8 liều 8 giọt, ví dụ mình xài liều 8 giọt trên phút đi thì mình chỉnh tăng thêm 5 là 13 hoặc 15 giọt trên phút gì đó. Rồi cứ 30 phút đó thì mình coi đếm số cơn co trong 10 phút lại rồi mình điều chỉnh ha. Nhớ là duy trì ở cái liều thấp nhất mà nó đạt được 3 cơn co trên 10 phút ha. Rồi khi mà sử dụng cơn co oxytocin để có phát triển dạ thì nó sẽ có nguy cơ gây cơn gò cường tính, thì xử trí như thế nào? Thì đầu tiên là mình phải ngưng sử dụng oxytocin, ngưng liền, khóa dịch truyền lại liền. Nếu mà cơn gò nó vẫn còn cao thì mình phải cho thuốc giảm co. Nếu mà ảnh hưởng tới thai, dẫn tới suy thai, tim thai nó bất thường á thì mình phải mổ lấy thai ha. Rồi những cái trường hợp mà có thể gặp đó là suy thai, thì trước tiên hết, trong hết những cái biến chứng khi sử dụng oxytocin á, thì trước tiên cái đầu tiên hết mình phải làm đó là ngưng ngưng dịch truyền, ngưng oxytocin. Sau đó thì tùy vô cái tình trạng lâm sàng mà mình quyết định mổ lấy thai hay theo dõi tiếp, có thể theo dõi tiếp được hay là mổ lấy thai ha. Rồi đến sử dụng oxytocin sau sanh thì trong điều trị và dự phòng, trong điều trị và dự phòng và điều trị băng huyết sau sanh thì ngoài với lại một cái nữa đó là sử dụng oxytocin trong xử trí giai đoạn 3 tích cực, thì giống như các bạn học cái bài mà xử trí giai đoạn 3 tích cực á, thì mình sẽ tiêm bắp ngay sau khi sổ thai ra, sổ nhau ra rồi, ngay khi sổ thai ra thì các bạn tiêm bắp 10 đơn vị là 2 ống oxytocin. Rồi sau đó thì sổ nhau tích cực, giống như là một cái kỹ thuật đỡ nhau xử trí giai đoạn tích cực thôi. Rồi trong điều trị và dự phòng băng huyết sau sanh thì thường á thì mình sẽ sử dụng là khi mà có những yếu tố nguy cơ của băng huyết sau sanh, giống như là con đa rạ, con lần 4, lần 5 có tiền sử băng huyết sau sanh trước đó thì mình phải dự phòng băng huyết sau sanh. Rồi khi mà có mất máu nhiều, lượng máu trên 500 ml hoặc là trên 1000 ml ở mỗi đứa thai á, thì mình phải điều trị băng huyết sau sanh. Thì thường đầu liều đầu tiên mình sử dụng là 4 đơn vị, 4 đường 4 4 ống.
bốn ống là 20 đơn vị pha trong dịch truyền 500 ml. Thường á, là mình sử dụng natri 9 phần ngàn hoặc là ringer lactate pha truyền tĩnh mạch, truyền với kim to và tốc độ dịch truyền tối đa ha. Trong cái trường hợp mà điều trị băng huyết sau sanh á, thì mình phải chú ý đó là cái lượng dịch truyền vào cơ thể để tránh ngộ độc nước và tan chuyển hóa, là mình sử dụng tối đa không quá là 80 đơn vị, không quá 80 đơn vị oxytocin ha, mình sẽ dẫn đến ngộ độc. Rồi giống như hồi nãy nói là oxytocin mà để điều trị thì mình sẽ không có tim mạch trực tiếp, tim mạch chậm, là mình phải pha loãng truyền tại vì nó có nguy cơ làm cho hạ tụt huyết áp. Rồi một số tai biến có thể xảy ra khi mà sử dụng oxytocin thì nó cũng một số cái tai biến cơ bản và nhắc hoài nhắc tới nhắc lui, đó là cơn co tử cung cường tính. Từ cơn co cường tính này có thể dẫn đến vỡ 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 tử cung, rồi suy thai, nhau bông non, ngộ độc nước. Đó là những trường hợp truyền dịch truyền quá nhiều, truyền oxytocin quá nhiều, pha trong dịch truyền quá nhiều ha. Rồi ảnh hưởng tới tim mạch, giãn cơ trơn, dị ứng, ảnh hưởng đến thai như suy thai, nghẹt sau sanh, tăng bilirubin máu. Những cái trường hợp này thì mình phải tiên lượng được và mình phải chú ý theo dõi sau, trước và sau sanh ha, trước và sau khi sử dụng oxytocin.